đây không lâu, tin tức Mekong đã từng đưa tin một nhóm tài xế ôm cả trăm tập tiền lẻ cuộn tròn để mua vé ở trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến nhân viên trạm thu phí khóc ròng vì mất quá nhiều thời gian kiểm đếm và hậu quả là giao thông tại khu vực này ùn ứ nghiêm trọng. Cũng liên quan đến câu chuyện tiền lẻ, trong chung một chuyện khó tin hôm nay, Hồng Thức xin chia sẻ cùng quý vị một thông tin vô cùng thú vị và dễ thương. Đó là tại cửa hàng FPT chi nhánh Củ Chi vừa xuất hiện một đại gia tiền lẻ. Và một ngày đẹp trời, anh chàng này đã quyết định đem số tiền lẻ siêu khủng của mình đến mua hai chiếc iPhone 7 màu đỏ, bản 128GB. Dân, thưa quý vị và các bạn, và chàng trai sở hữu số tiền lẻ kể trên đã lên đến là 50 triệu đồng. Đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Cái này anh cho em xin hỏi một số hỏi nha. Cái mình số tiền này của mình là mình từ đâu mà có vậy? Để dành từ năm. Dạ, anh để dành từ bao lâu rồi anh? 5-6 năm. 5-6 năm hả? Thì cái này có một lúc mình ra mua máy như thế này á, là cái mục tiêu của mình là từ trước hay là... Không, để thích thì mua thôi chứ đâu có mục tiêu bỏ. À. Để dành rồi mua xe chứ phải mua máy. Thấy máy rồi. Ok, vậy cái này mình làm nghề gì anh ha? Anh à? Dạ. Anh chạy xe. Chạy xe rồi. Dạ. Mình tích lũy số tiền cũng chạy xe là mình để dành vậy thôi ha. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Dạ.